Chúng ta chờ đợi tài năng của Đặng Văn Lâm, người có thể đánh thức bản lĩnh. Và anh đối mặt với Theerathon từ chấm 11m. Không vào! Không vào Đặng Văn Lâm! Không vào Đặng Văn Lâm! Rõ ràng là Theerathon rất căng, quá căng như là khác. Anh đã không thể thắng được Đặng Văn Lâm. Hoãn hội Đặng Văn Lâm. Trong tiếng vừa rồi thì Đặng Văn Lâm đã nhoai người sang bên trái, nhưng cái chân của anh vẫn còn kịp để cứu thua. Pha cứu thua có thể nói còn quan trọng hơn cả một bàn thắng. Quá hay Đặng Văn Lâm.